Hello các bạn, đây là cái cục biến áp mình tự quấn ha, để mà làm chuyển nguồn từ 120 sang 110, 100, 110 thì đấy là cái cục mà nghe cái thành quả mình quấn một buổi trời. Đấy, số vòng thì nó được tính theo công thức rồi, và mình sẽ thử em test ha. Mình đang trong quá trình test. Đây là cái điện 220, đầu này là 0 này, 220, chính giữa này là 100 V, 105 V. Đấy thì mình sẽ được tính như vậy á, thì mình sẽ dùng hai cái đồng hồ đó đo. Thì với cái độ chính xác thì cái độ thằng rocket này nó sẽ thấp hơn, còn thằng lúc thì nó sẽ cao hơn, cái độ chính xác nó cao hơn. Thì chúng ta sẽ để kiểm chứng được cái cục nó, cái nguồn của mình quấn ra đạt không mà. Thế thì mình sẽ đo điện áp 22 nè, 22 thì nó có 1216 thôi, 15 thôi. Thì điện áp ra thì nó ra 297 V, 97 V ha. Chỗ này thì nó là 105. Đây. Ok. Còn đối với lấy đồng hồ lúc đo thì coi thử nó có sai lệch gì không. Đây. Coi lúc. Chu vết nét luôn. Này 217, này là 106, này 98.5, nó cùng đúc trong mọi này luôn. À thì nếu mà so với lúc với lại rocket thì hai ông nội này có vẻ rocket nó đo so với thằng lúc là nó bị mất hơn 1 V. Đấy, đo đo không thấp luôn, là vẫn 98 V.